tai heo, giềng thính, tỏi mè. Các nguyên liệu chính mới nghe đã thèm, gói trong lá ổi tươi nguyên, ché cùng nem chả ông nghiền bà mê. Nghe thơ thôi là đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Tuần này Nguyệt Quế sẽ hướng dẫn bạn làm ché trộn, một đặc sản dân dã rất nổi tiếng ở các tỉnh miền Trung nước ta. Cùng vào bếp nào! Bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau nhé. Để làm ché trộn thì trước hết phải có ché rồi. Ở miền Trung, miền Nam thì có thể quen thuộc và dễ tìm ché, nhưng ở miền Bắc chúng mình sẽ hiếm hơn. Nên nếu không tìm được nguyên liệu đặc biệt này, bạn có thể thay bằng nem quả hay nem nắm như Nguyệt Quế làm trong video này nhé. Vì ché đã có sẵn rồi nên chúng mình chỉ cần đi sơ chế các nguyên liệu để trộn cùng thôi là xong. Toàn các loại dễ mua dễ làm chưa này. Úm ba la là đã xong phần sơ chế rồi. Dưa chuột, nem chua thái lát vừa ăn, xoài xanh cóc non thái sợi, tỏi ớt thái lát mỏng. Tắc bắt lấy 10g nước cốt, trứng cút luộc chín bỏ vỏ, rau răm rửa sạch cắt nhỏ, quá là đơn giản phải không? Đến phần muối tiêu làm gia vị trộn ché, bạn cho đường, tiêu, bột ngọt, muối mịn vào trộn đều. Muối tiêu này có thể ứng dụng để chấm thịt gà, trứng vịt lộn vừa ngon vừa tiện. Còn để trộn ché trong công thức này thì bạn lấy 10g muối tiêu thôi nhé. Cuối cùng thì đi trộn ché nào. Cho ché cùng phần nguyên liệu đã sơ chế và gia vị vào, đảo đều cho thấm. Vừa trộn nước miếng vừa ứa ra liên tục rồi ấy. Toàn mấy thứ chua chua cay cay, màu sắc lại rất bắt mắt. Phải hết sức kiềm chế nha, nếu không cứ nếm thử thôi là cũng hết cả đĩa luôn đấy. Bày ché trộn ra đĩa và thưởng thức thôi. Món này mà lai dai nhóm nhót trong các bữa nhậu thì các anh thích mê. Còn để làm thành đồ ăn vặt cho các bạn trẻ hay chị em thưởng thức thì ai cũng ghiền luôn nhé. Cùng làm ngay ché trộn bún Nguyệt Quế và đừng quên khoe thành phẩm của mình tại nhóm món ngon kinh doanh nha. Bye bye.